bữa nay đi chia đi chưa đây bữa nay là cái dịp mà mắc cái luôn cái số vẫn có cái số thôi giờ mình đặt quá mà ở nhà về nhà làm về không biết mới không ăn được lại cái con nữa thì khi nó lắp nha nhiều khi mình bị mất cái số rồi mình về đi vào tại vì cái đi mua chai tới đường sau mình đứng vô cái nó là thờ đi theo cậu nó cũng kỳ á. Cái này mình thấy đầy nên mình thấy xe gác mình đi đổ gác một chút. Bởi vậy thôi vô thăm cậu đi rồi về tìm xe chốt mấy cái tiết. Hiện đang đang cầm máy cho anh Tài để anh Tài đẩy chứ không mà mình đẩy phụ qua. Rồi chạy luôn rồi. Hú. Hú. Ờ, vậy mình lấy cái thùng đó đi anh. Mình để cái này ở đó. Mình đi mình cho nó đổ một cuối cùng. Để mình hơi chậm. Ô nó nặng thiệt luôn á. Bây giờ mới biết được cái cảm giác của cô chú anh chị đi hết gác luôn á. Nặng lắm trời. Nặng mà biết sao. À, có mấy cái hùng rác ở ngoài mấy người dân á không có cái nắp đậy á nước không nước mưa vậy thôi con trai nhỏ mình lấy thử tại vì thấy rác đầy quá nên có chiếc xe rác nên mình đi đổ rác cho cô chú anh chị. Bây giờ đem thùng nhỏ mình đổi thùng bự nè thử không. Bữa nay trời nó chưa có mưa nữa rồi thùng rác này bự đựng được nhiều chia nhỏ chưa hết mau đầy. Kênh cho Hiền Tiên Vlog cả nhà, như là like để tiên ra những video mới nha. Long An ơi chung thủy đời trần quê hương anh là bài ca bắc tân chung dũng kiên cường đánh giặc toàn dân hoa vàng cỏ đông là nhớ về Tân Trụ hỏi nơi nào không mang kỷ niệm quê mất mát đau thương càng cao giọng hát cay đắng mặn nồng vẫn thơm ngát
tình em. Hay quá con, lỡ hát hát luôn. Thôi hát vậy được. Vậy được rồi. Ôi, hát quý cô thịt rồi. Chào mấy con nha, cô thấy mấy con thương quá. Hồi nãy phỏng vấn cô mà không biết cô hát luôn á, bây giờ mới biết luôn. Quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn quý cô nhiều ạ. Giọng hát rất là hay. Quá tuyệt vời. Ồ. Ồ đúng rồi. Cô về hả cô? Chụp ảnh nãy giờ mình chụp ảnh được hết chưa ạ? Chưa, chưa chụp tấm nào á, giờ chụp chỗ nào? Chụp bây giờ chụp hết ra cái dàn YouTube nè, mình chụp đúng người trong dàn YouTube đi. Đúng rồi. Chụp hết dàn YouTube luôn hả? Đúng không? À, mãi xinh đẹp, xin luôn tươi vui và nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc, luôn may mắn thành công trong cuộc sống của mình. Ủa cô đây là đi chung luôn hả? À. Hai chị một. Rồi. Cô với chị này được. À. Thằng Chi hồi nãy dạ. Nhiều may mắn. Dạ. Dạ, quá quý luôn. Sức khỏe đoàn kết nha. Dạ dạ dạ, con cảm ơn các cô. Quá quý luôn. Để con hôm nào cô lại nha. Dạ. Dạ. Hồi lần này dạ. Ồ, quá quý luôn. Cô quay kênh con biết coi nhiều mà. Dạ. Đất quá dữ đẹp. Mọi người nhiệt tình lắm. Thì cô quá quý luôn. Vui vẻ ha. Dạ. Làm thì làm dữ lắm nhưng mà sau khi mình làm thì mình phải chơi vui chứ. Dạ. Quá vui luôn. Mấy cô là hồi nãy giờ con thấy đứng đây là chụp hình là thấy vui vẻ yêu đời rồi. Dạ, mấy cô là bạn. Mấy cô là phải là nghệ sĩ. Nãy giờ rồi đi biến. Đúng rồi, đam mê bên nghệ á. Đam mê bên nghệ. Con là nghệ sĩ gì phải không? Hát trong phòng trà. Trong phòng trà đúng rồi, hát với nhau rồi hả con? Dạ, chăm con hay lắm á. Không biết hát thôi, vui. Dạ, mấy con phòng trà con hay lắm. Không có câu giọng cổ nào thuộc không tặng con. Tặng con câu giọng cổ rồi con. Lên câu giọng cổ giùm con. Trước khi về con. Nhưng mà thôi là đi đâu cũng được. Để giọng cổ con. Lên một câu giọng cổ rồi con. Dạ. Đó. Hôm nay ván hay, ván hay mà chơi tốt. Dạ. Tay câu giọng cổ. Ờ. Đâu phải ra làm bài đó có giọng cổ. Cặp cầm chỉ tài anh đang lấy cái mic cái nó bị nhạt rồi. Hả? À, lúc rồi có chị. Mẹ Việt Nam thì hồi xưa cô còn trẻ cô hát về nhà con. Nó về Cà Mau bố lên đây hát. Diệu Linh hả? Diệu Linh là chị thích Diệu Linh hát bài Yêu Em Cô Gái Bạc Liêu. Ờ đó chị hát bài đó đi. Thuộc không? Thuộc lời không? Rồi. Nghe em hát về Bạc Liêu mà lòng tôi thấy thương em nhiều. Nhà cô hai ở miền Gia Rai, người con gái có ngon đơn thiệt hay. Dẫu xa tôi vẫn đi tìm để được nghe tiếng người. Quá hay luôn. Cô ba có nhà trà khá, đời cần lao nước da mặn mà. Bàn tay chai bới cao vui đua, đời nhà nông sống quanh quần ruộng lúa. Nắng mưa, mưa nắng ai nhọc nhằn nhân dân cười đùa. Hay quá. Tôi không phải là công tử Bạc Liêu mà tôi đây chỉ là nghệ sĩ đa tình. Cho tôi yêu cô gái Bạc Liêu đẹp như son nhưng ăn nói thiệt là có gì. Thương. Nghe em hát về Bạc Liêu mà lòng tôi nhớ thương quê nhiều. Dù trăm năm vẫn còn ngàn năm, về Bạc Liêu giấc mơ đời tình yêu. Thế gian đâu dễ phai mờ, bà già cô hoài là. Anh nói nhỏ là anh ơi, sao ông trên Zalo bấm. Quá hay luôn. Ôi, hay quá cô ơi. Sao lòng bài này là tự nhiên cô thần tượng ca sĩ. Dạ, hay lắm cô ơi. Cái giọng cô, cái giọng khàn khàn nó nghe nó hát hay á. Quá tuyệt vời luôn. Không lẽ bây giờ yêu cầu một bài nữa chứ hay quá. Từ từ hãy về. Bảo kim sắc phang lên đàn. Nghệ sĩ vẫn giàu xa luôn trong tình nhàn. Em luôn trong tình chàng. Ơi gan vàng quăng đảo ý. Quá tuyệt vời. Tiếp tục à, tiếp cô. Thôi từ cô dài hẹn. Từ cô dài. Cô đổ mồi hết rồi. Dạ bốc cô. Xuất sắc luôn. Cá từ con gặp lại. Dạ. Mình quay con của mình. Có chứ. Con nè từ con Tú luôn. Mấy cô ơi, tụi con mới vừa đến. Mới vừa đến. Con nghe được mấy cô hát. Mấy cô có thể hát.
Rồi nãy giờ thì cũng khúc đầu thì mình đi đổ rác cả nhà, khúc cuối thì gọi là có giao lưu với mấy cô ở Biên Hòa, Hà Đồng Nai. Mấy cô hát rất là hay ha, quá tuyệt vời luôn. Phải nói là một giọng hát của cô, dù cô thấy là cô cũng hơi là có tuổi nhưng mà giọng hát rất là tuyệt vời luôn, đúng không cả nhà? Rồi thôi thì em xin tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, may mắn và thành công nha. Yêu thương em hãy like, đăng ký kênh cũng như chia sẻ ủng hộ em nha cả nhà. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.